Rồi, đợi nãy giờ thì em nó đã ra nè các bạn ơi. Buổi chiều hôm nay tiếp tục mình có một con heo nó đẻ quặng, mà nó đẻ là dự kiến là trước ngày sanh 3 ngày các bạn. Dự kiến là ngày 27 thì nó mới đẻ, hôm nay mới 24 là nó đẻ rồi. Mà nó đẻ gơi, đẻ gớt luôn, chưa có lùa lên nữa. Bây giờ mình quay cái con nó đẻ gơi, đẻ gớt cho các bạn xem nè. Rồi bắt đầu mình quay qua, mình sẽ quay nó, mình lùa lên sàn nha. Đây các bạn, qua đây mình cho các bạn coi con của nó nè. Đây là hình ảnh thực tế của nó nè các bạn, sau khi mình lùa lên sàn nha. Cái con này là ba máu nha các bạn. Nó có đốm bông nè. Cái con này là gần 800.000 lượt xem nè các bạn. Bụng nó cũng to nha. Rồi xong rồi các bạn ơi, con heo chưa tới ngày đẻ nữa, nó đẻ rồi các bạn. Mình mới cho heo ăn, mình quay lại thấy nó đi nè. Đây con heo của mẹ của nó nè. Đây dây gúng đây, đạp gớt nè. Rồi đây con heo này nè các bạn thấy máu dính không? Để mình tìm coi nãy giờ mình hàng cái cửa mình không hay luôn. Mình tính cho ăn xong rồi mình đi vô đó, mình qua mình thấy con heo con á. Coi nè, sình tùm lum hết trơn rồi. Phân con heo của mình đáng lẽ là ngày 27 tây mới tới lịch đẻ của nó các bạn. Hôm nay là ngày 24 mà nó đẻ rồi. Thì mình đang sửa chuồng, hôm nay là mới lọt cái máy xong rồi các bạn. Còn ở phía trước chưa xong nữa nè. Đó, chuồng mình tùm lum hết trơn á. Rồi mình đem ra mình hàng cái cửa nè. Cái cửa này mình hàng chưa xong nữa nè. Bữa nay mới chấm nhiêu đó. Tính gáp thì vô ăn cơm, rồi quay qua là thấy nó đẻ rồi. Bây giờ mình sẽ lùa lên trên cái ô này nha. Cái này là con của cái con đang đẻ nè. Con này con F4 nè. Bắt đầu mẹ nó là F3. Sẽ lùa lên. Đây con heo mới đẻ nè. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ hai các bạn ơi. Nó ngồi sắp nó đẻ luôn các bạn. Mình thấy nó gần ra đó. Nó gặn cái nữa là nó ra đó. Mà nó ngồi vậy các bạn. Để mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem nha. Đó, nước ói nó ra quá trời luôn rồi kìa. Nó chịu gặn cái nữa là ra nè. Ra nè các bạn. Nó ngồi đẻ luôn nè. Sắp ra rồi đó. Nó ngồi các bạn, là cái xương chậu của nó không có bằng cái nằm. Đó, ra con thứ hai các bạn ơi. Qua đây mình xem con này nhỏ chứ không có to. Đó, hiện tại là con thứ hai nè. Con thứ hai này nhỏ hơn con thứ nhất nha. Rồi nó đứng dậy rồi, để xử lý cái con này trước. Con thứ ba ra luôn các bạn ơi, ra luôn nè nè nè. Đó, ra con thứ ba luôn. Con thứ hai mình mới vừa buộc gúng, mình chưa có cắt gúng xong nữa là con thứ ba nó ra rồi. Con này là đẻ 15 con là khỏe nha các bạn. Bụng này đẻ 15 con là khỏe nha. Rồi hiện tại là ba con. Để cho hai con này vô sọt rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Nhiều khi là hai con này chưa vô nữa thì ra con thứ tư rồi đó. Đây con đầu tiên nè các bạn, con hồi chiều mà nó đi lon ton nè. Thì ra con thứ tư luôn các bạn ơi. Con này đẻ cũng nhanh đó các bạn. Ba con đó mình mới bỏ vô tí xíu rồi mình đi rửa tay rồi. Quay lại là cái con thứ tư này nó ra các bạn. Con heo này đẻ cũng ok nha. Hồi lứa trước của nó hình như là đẻ bao nhiêu con đó mình không nhớ, mà có một lứa là đẻ 20 con. Lứa đẻ 20 con là nó nằm ngay chân cái sàn này nè, là nó đẻ 20 con. Lúc đó là trời mưa nhiều. Rồi con thứ 4 tiếp tục nha. Cái chuồng của mình là sắp hoàn thành nha các bạn. Lợp là xong rồi nha. Mình dừng mình chừa khoảng trống đó để lấy gió nha các bạn, để cho chuồng nó thoáng nha. Rồi ngày mai nữa thì mình sẽ bắt lưới mùng xung quanh để tránh muỗi. Khoảng chừng một tuần nay là muỗi lắm các bạn ơi. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn nước ngọt nha. Tại vì bây giờ đang mùa nước mặn, là người ta đang nuôi tôm và nuôi thẻ các bạn. Và muỗi nó cũng đỡ rồi. Tại vì muỗi nó sống nước ngọt nó đẻ. Rồi bắt đầu là tới nước mặn. Nước mặn thì sẽ bù hông. Bù hông thì chưa phát triển đâu. Chắc chừng 1-2 tháng nữa thì nó sẽ nhiều các bạn. Bù hông nữa là nó mới mệt nha. Rồi ở đây thì mình cập nhật 4 con nó đẻ xong cho các bạn nè. Cũng vừa heo thôi, chứ nó không có nhỏ, nó không có to nha. Có con đầu tiên á, là nó to thôi, còn mấy con sau thì nó cũng vừa vừa. Bụng còn to lắm các bạn. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn. Tiếp tục con thứ 5 ra nè các bạn ơi. Rồi lọt ra luôn. Con thứ 5 này á, là cũng tương đối nha. Con này là to nha các bạn. To mà dạng to vừa to với những con đẻ rồi, chứ không phải là nó heo to nha các bạn. Rồi để lau chùi đi, nhớt trong miệng nó quá trời nó dễ rồi.
Rồi đây các bạn ơi, con thứ năm nè các bạn. Ok nha, đẻ ra con nào cũng là ok hết bạn. To không to, nhỏ không nhỏ, vừa heo. Vừa heo á thì heo của mình nó sẽ đẻ ok hơn, nó sẽ đẻ nhiều con hơn, cho khả năng thu nhập của mình là tốt hơn nha các bạn. Con này á là nó đẻ 15 con, là bên đây á là mình còn 9 con. Rồi nó ngọt một con là còn 14. 14 mình đem qua mình gửi cái đàn này nè, cái đàn này nó đẻ ít con mà qua đây nó đẻ một con rồi. Bây giờ hôm nay là bé lớn nè. Nè, con bông là cái con chọi của cái đàn đó đó các bạn. Cái đàn nào ít là mình sẽ gửi qua nuôi cho nó nuôi hộ để nó đủ sữa các bạn. Rồi để tiếp tục mình cho cái con này vô luôn nha. Rồi con thứ năm vô với đàn mình đi. Rồi ok nha mấy em bé. 5 con. Bụng to lắm. Con này 15 con là khỏe các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, mình mới đi một vòng quay lại là con heo nó đẻ rồi nè các bạn. Đây là con thứ 6 nè các bạn. Thứ 6 là một con bò nha. Tinh này là phối tinh đu nha các bạn, nên nó ra bò hơi nhiều các bạn ơi. Rồi sẵn đây á, là mình hướng dẫn cho bạn xem luôn nè. Ở đây là mình có một số con nó bị cầu trùng nè. Phân này là phân cầu trùng nha. Phân trắng, phân vàng nhạt và phân hơi sệt kẹo nữa. Bị cầu trùng, heo của mình vẫn ăn uống khỏe mạnh, chạy giỡn bình thường, giành bú bình thường nha. Còn mà trường hợp mà bị tiêu chảy á, là chắc cú chừng 2-3 ngày là nó nằm một chỗ luôn các bạn. Đây, cầu trùng là phân nó dính giò, nó vàng vàng nè. Đó là bị cầu trùng nha. Bên bầy bên đây á, là mình cũng có 2-3 con bị nữa nè. Đây, phân cầu trùng là phân trắng trắng nhạt nhạt nè các bạn. Rồi quay lại với con thứ 6 này á, để mình xử lý lau chùi nó. Rồi mình sẽ cập nhật tình hình tiếp cho các bạn xem. Nái này chuẩn bị đứng nữa rồi, đẻ xong con là đứng à. Ôi là con heo này nó đẻ nhanh thiệt các bạn ơi. Vừa rửa tay quay qua nằm xuống là đẻ nữa rồi. Con này là con thứ 7 rồi các bạn. Con thứ 7 này là bự hơn con thứ 6 lúc nãy nha. Đây bầy cầu trùng nè các bạn thấy có một số con nó dính đít không? Đó mình làm dấu đó, đó là bị cầu trùng nha các bạn. Heo mà bị sớm là tầm 8 ngày đổ lên là sẽ bị. Còn bị vừa vừa là khoảng 14, 15. Còn bị trễ nữa thì khoảng 20, 22 là những ngày nó dễ xuất hiện bị cầu trùng. Các bạn nên xác định là heo mình bị tiêu chảy hay cầu trùng nha. Các bạn nên phân biệt để các bạn điều trị sớm là ok nha. Heo mình nãy giờ đẻ được 7 con các bạn. Con heo này đẻ mình thấy nó nhanh đó các bạn. Nó đẻ cũng vừa heo, nó không to quá, không nhỏ quá, mà nó đẻ rất là nhanh luôn. À, bụng nó vẫn còn to các bạn, nó 7 con rồi mà bụng nó vẫn còn đội nhiều lắm. Con này á, là mình đoán là khoảng 14 đến 15 con các bạn. Nái này là ba máu nha, tại vì con của nó nằm kế bên nè, thì nó cũng đẻ được 15 con rồi. Thì này là con mẹ, thì nó cũng ngang ngửa hạt xê xích với nhau tí thôi các bạn, chứ không ít đâu. Con này thì ok đó. Rồi con thứ 8 chuẩn bị ra nè các bạn, ra gần tới rồi, đầu ra trước nha. Đó, con thứ 8 các bạn ơi, con thứ 8 này cũng tương đối nhỏ chứ không to nha. Đây, cận cảnh, cả mẹ lẫn con luôn nè. Con thứ 8 ra rồi, bây giờ muốn gặn nữa hay sao? Coi đây có gặn con nào ra cặp với con này nữa không? Rồi con thứ 9 ra luôn các bạn ơi, ra cặp luôn kìa, đó, hai con một cặp luôn. Nãy giờ là khoảng gần 30 phút rồi đó, là cái cặp này nó mới ra đó các bạn. Bắt đầu từ cái cặp này là nó hơi chậm rồi nha. Mấy đàn bên đây bú rồi nè, bú xong rồi bắt đầu đi giỡn nè. Đó, mấy đàn đây là ok hết nha các bạn. 8 con nha. Ủa 9 con rồi nha các bạn. Các bạn xem nè, mình vừa buộc rúng mà chưa buộc xong nữa, mới đem dây vô chưa buộc nữa thì con thứ 10 nó ra luôn rồi, ba con một cặp luôn nè. Có ba con một chùm luôn các bạn ơi. Đó, heo đẻ tối nay là ok nha các bạn, bụng vẫn còn đội, đội nhiều các bạn. 10 con rồi mà vẫn còn ok nha.
Các bạn nhớ theo dõi hết clip xem là nó được bao nhiêu con nha các bạn. Con này á thì mình thấy cái bầu sữa của nó đánh giá là tương đối thôi, không nhiều cũng không ít, tương đối ok nha. Ba con bò lóc nhóc lũ khủ à. Chuồng mình sửa rồi nè. Đó. Ngày mai nữa là hoàn thành đóng lưới nha. Đó, ở đó là lưới cũ mình sẽ tháo ra, mình sẽ đi lưới mới hết. Mình chừa khoảng trống để cái chuồng mình nó thoáng hơn. Lần trước ngợp quá. Với lần này á các bạn là mình đã nâng cột lên rồi nè. Đó, cái khúc cắt sắt đó là cũ, mình nâng lên thêm khoảng 6 tấc nữa. Ok nha. Đất ở mình ở phía sau này còn rộng lắm các bạn. Chứ xung quanh mình nó không có nhà đâu, chỉ vuông người ta nuôi tôm, nuôi thẻ thôi. Rồi nè các bạn, nó gặn nó muốn đẻ nữa rồi mà nó nằm như vậy là nó khó đẻ lắm. Bây giờ mình so bụng một cái để cho nó nằm ngửa lại. Rồi bắt đầu là để cho nó đẻ nha. Đây mình cứ so bầu vú nó, mình lấy tay mình so bầu vú nó là tự động nó trường trường nó nằm ra các bạn. Đó các bạn thấy không? Đó, mình so bầu vú nó tự động là nó ưỡn người là nó nằm ra. Đó. Nó nằm ra nó dễ đẻ, còn nó nằm sấp á là nó khó đẻ lắm. Nó vẫn đẻ được nhưng mà khó lắm. Con to là phải nằm như vậy đó đẻ mới được các bạn, còn con to mà nó nằm sấp là không đẻ được nha. Con 11 nó gặn 2-3 cái mà chưa ra các bạn ơi, trong khi chờ con thứ 11 ra thì mình sẽ thả mấy con này ra cho nó bú trước nha. Ở đây là 10 con thì mình sẽ thả 7 con hoặc 8 con đầu tiên cho nó ra bú, còn mấy con mà mới ra sau này á thì mình sẽ giữ lại một tí nữa thì cho nó bú sau nha, tại nó còn yếu. Chứ mà thả ra 7 con để cho nó bú nó nhanh no các bạn, để nhanh nhốt lại để cho những cái con khác ra bú tiếp. Còn 10 con nó dành với nhau á là lâu lắm. Chứ mà nhiều khi sợ là nó bú không đều với mấy con mà nó mới ra sao, sợ chân nó còn yếu, chân nó dễ bạc các bạn. Rồi bây giờ tiến hành thả ra cho nó bú nè. Đây nè các bạn, 7 con đầu tiên mình đã thả ra cho bú rồi nè. Ở trong sọt này còn 3 con đẻ sau là chưa có cho bú. Bây giờ đang canh con thứ 11 các bạn ơi, gặn mấy cái rồi. Đang canh nó ra nè. Rồi đợi nãy giờ thì em nó đã ra nè các bạn ơi. Đó, đây là em thứ 11 các bạn ơi. Để mình lau chùi nó nha, nhớt nhiều có thể là nó dễ ngạt các bạn ơi. Dãy quá dãy rồi. Đợi nãy giờ hơn nửa tiếng luôn cái con này lâu nha. Con nái của mình nãy giờ nó đẻ cũng lâu rồi các bạn, mà nó không có ra con thứ 12 được. Bây giờ thì mình sẽ chích 3C oxytocin để hỗ trợ tử cung co bóp để cho nó đẩy con ra nha. Các bạn lưu ý nha, nên chích 3C là đã đủ tác dụng rồi, các bạn đừng chích nhiều nha. Tại vì 3C là tử cung nó co bóp, heo con đẩy ra từ từ từ. Các bạn chích 5C, 7C là tử cung nó co bóp rất là nhiều luôn. Nhiều khi là nó đẩy không ra là nó ngợp đó, các bạn lưu ý vấn đề này nha. 3C là đủ tác dụng nha các bạn, đừng có chích nhiều. Các bạn đừng có ham chích nhiều nha. Hiện tại là 11 con rồi heo mình mới chích đó. Các bạn mà nghe người khác tư vấn mà heo mà đẻ ra con đầu tiên là chích, rồi mấy con sau mà nó to mà các bạn kéo không ra là nó ngợp hết á, các bạn lưu ý vấn đề này nha. Cái này á là dài clip là mình sẽ nhắc lại một lần để cho các bạn mới vào nghề khởi nghiệp á, các bạn nắm được sau này các bạn rút kinh nghiệm để các bạn chăn nuôi được thành công nha. Mình con 12 ra nè các bạn, nãy giờ chích oxytocin được khoảng 15 phút thì bắt đầu con 12 nó nhảy ra ngoài nè. Nguyên một con bò luôn, không có trắng luôn. Con thứ 11 với con thứ 12 này các bạn là cách nhau khoảng hơn một tiếng rồi đó. Là mình đi tắm rửa, ăn cơm, đồ xong, 10 giờ mấy rồi. Rồi bắt đầu là bây giờ mình mới ra mình chích thuốc cho nó, đợi nó giờ khoảng hơn 15 phút. Rồi con 12 này mới ra nha. Vẫn còn nữa các bạn, bụng nó vẫn còn đội nha. Vẫn còn đội, vẫn còn con, 12 con rồi. Các bạn nhớ theo dõi hết clip xem là được bao nhiêu con nha. Các bạn ơi, con thứ 13 vừa mới ra luôn nè các bạn. Nó ngồi vậy là nó đẻ luôn đó. Rồi ra một miếng nhau theo luôn nha. Rồi các bạn chờ kết quả đi một tí nữa xem còn con nào nữa hay không nha các bạn. Hiện tại là được 13 con rồi. Con này lai bò trắng nha. 13 con. Trong đây 12 con nè các bạn. Là mình chờ cho nó bú xong hết rồi đó. Bây giờ mình chờ con thứ 13 này để cho nó mạnh khỏe rồi mình thả ra cho nó bú nha. Hiện tại là sữa mẹ cũng nó cũng đang nhiều đó các bạn. Rồi cập nhật tình hình buổi sáng có heo mình nó đẻ cho các bạn xem nè các bạn. Trong sọt là 13 con, ở ngoài là một con bị ngợp nè các bạn. Ngợp này con này con nhỏ nha. Con này nhỏ ốm.
Rồi mấy con ở đây bị cầu trùng, hôm nay là nếp đi cầu trùng nhiều luôn các bạn ơi. Phải điều trị 3-4 ngày nữa mới hết á, cầu trùng rồi phải uống cầu trùng mới hết nha. Đó, mấy cái đàn này đòi ăn nè. Bây giờ là 8 giờ sáng nè các bạn, tiếp tục ra một con ngọp nữa các bạn ơi, nó như con hồi sáng vậy đó. Đây, tiếp tục ra một con ngọp nữa nha. Và cái đàn này là được 15 con rồi các bạn. Đây, hồi lúc sáng là chưa có đóng lưới, bây giờ đóng lưới gần tới ô cuối rồi nè. Rồi, tổng đàn heo mình hiện tại là 15 con nha. Những con này á, là lúc hồi sáng mình quay cái con ngọp đầu tiên á, là cho nó bú rồi, bây giờ nó no, nó nằm ngủ hết rồi nè. Rồi, đợi một tí nữa xem coi có tình hình gì mới không, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem. Mình nghĩ là chắc hết rồi. Hồi nãy nó ra chùm nhau, bây giờ nó ra chùm nhau nữa, mình nghĩ chắc hết rồi các bạn ơi. Nhau nó ra cũng nhiều đó. Còn 13 con nha các bạn.